các khán giả. Harry hiện nay đang làm việc trong tại quán cà phê Lover, nên này Harry phải ngồi quầy, xong rồi thì tiếp tiền, vừa tiếp tiền xong rồi thì vừa nói chuyện với các bạn đi nhé. Cái này Harry xin là giống như là một cái sở thích của Harry. Harry có thể thực hiện được và những cái ước mơ mà Harry có thể thực hiện được, đây là cơ hội cuối cùng của Harry thì Harry muốn bắt giữ lệnh nó. Sau đó thì Harry muốn làm ca sĩ tại đây, rồi nếu được thì cũng muốn làm nhiều thứ, không phải là chỉ riêng ca sĩ nữa. Anh là phải kiên nhẫn nhiều. Và cái này Harry xin là cái này là chuyện rất là bình thường. Ai biểu cứu Harry chơi chi? Harry có câu hỏi là fan của anh Định có bao nhiêu anh không? Harry có nhiều hỏi đâu. Nhưng mà anh Định tưởng nói rằng giống như là anh Định hữu sướng có nhiều hơn. Nhưng bây giờ thực tế hiện nay là Harry nhiều hơn anh Định thì phải. Cũng là Harry bước ra ngoài cái là Harry quên hết. Quên hết mọi thứ. Cái đó là rất là ưu điểm của Harry. Và Harry luôn luôn vui vẻ. Harry luôn luôn cười tươi sáng. Rồi thiết nói chuyện với người ta, dễ gần gũi với người ta. Còn khuyết điểm của Harry á là Harry không ăn cúng bữa, là Harry hay cắn lắm. Nói chung là nhiều bạn. Và bởi vậy cho nên Harry muốn làm sao cho nó tiết kiệm hay nó rộng hơn, chủ ơn hơn. Cho nên nhiều người ta tưởng là Harry là người Việt Nam 100% luôn, chứ không phải là người ta suy là à cô này là nhà cô nói tiếng Việt giỏi. Harry không muốn nghe cái đó. Harry thấy là cô này là y chang 100% người Việt Nam. Harry không nghe cái đó, cho nên Harry đang học tập tiếng Việt rất là chăm chỉ để có thể tiếng Việt của Harry nó dần hơn. Harry cảm ơn các khán giả nghe câu chuyện của Harry. Và Harry muốn là các bạn ủng hộ đối lòng nhiều nhá. Tại vì bây giờ đến nữa chẳng còn đôi trắng nữa. Còn đường rất là dài.